Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nhân loại đã bước vào cuộc chiến tranh lạnh mới. Thế giới đang chứng kiến cuộc khủng hoảng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực từ ngoại giao, kinh tế cho đến quân sự, chính trị, mà đỉnh điểm là việc hai bên đã đóng cửa lãnh sự quán của nhau trong tuần trước. Quan hệ song phương giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang ở mức xấu nhất kể từ nhiều thập niên qua. Phải chăng điều mà không ai mong đợi nhưng đã được dự đoán từ nhiều năm trước đã xảy đến, đó là một chiến tranh lạnh mới đã được khơi mào. Liên tiếp những sự kiện diễn ra từ khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán có nguồn gốc từ Trung Quốc đẩy nhân loại vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có đã khiến cho quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc rơi vào những bất đồng chưa thể hòa giải như trách nhiệm của Trung Quốc trong việc để lây lan đại dịch, cuộc chiến 5G, chiến tranh thương mại, ăn cắp sở hữu trí tuệ, vấn đề Hồng Kông, Đài Loan và hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc hết sức tồi tệ. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Vào ngày 9 tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã phát biểu tại diễn đàn trực tuyến giữa các tổ chức tư vấn giữa Mỹ và Trung Quốc rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979. Ông đã đề xuất 3 điểm bao gồm như sau: kích hoạt và mở các kênh đối thoại, chuẩn bị và đàm phán một danh sách trao đổi, và tập trung và triển khai hợp tác chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Hy vọng sẽ thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ trở lại quỹ đạo đúng. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải ngay sau đó cũng đã viết thư cho nhiều quan chức Mỹ để chuyển đến họ phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc với mong muốn tìm ra kênh đối thoại để khắc phục được tình trạng leo thang căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước. Và bản thân Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ tuần trước đã phải thừa nhận rằng tình hình quan hệ Trung Quốc và Mỹ hiện đang rất không bình thường. Đây là hình ảnh Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV vào ngày 21 tháng 7 năm 2020 dẫn lời Đại sứ Thôi Thiên Khải nói như sau. Hiện nay, quan hệ Trung Quốc và Hoa Kỳ không phải là ở trong tình trạng đình trệ hoặc đình chỉ hoàn toàn, nhưng phía Trung Quốc rất lo ngại rằng nó có thể trượt sang hướng sai lầm. Đây mới là vấn đề then chốt. Ông Thôi Thiên Khải nói cần phải cố gắng hết sức để ngăn mối quan hệ giữa hai nước ngày càng trượt xa theo hướng sai trái và thậm chí rơi vào cái mà một số người gọi là hãm cảnh, tức là cái bẫy. Ông cho rằng cần thiết phải khởi động và mở lại tất cả các kênh đối thoại. Nếu không có đối thoại giữa hai nước, sẽ giao tiếp với nhau như thế nào đây? Làm thế nào để phát triển và hợp tác? Và làm thế nào để kiểm soát được sự khác biệt? Ông cũng thú nhận rằng hiện giờ ngay cả đối thoại cũng không có. Cần phải nói rằng đó là một tình huống rất không bình thường. Ông Thôi Thiên Khải nhấn mạnh rằng nếu thậm chí đến đối thoại cũng không thực hiện được thì nói gì đến kết quả tích cực và nó không thể rơi từ trên trời xuống được. Và những bộc bạch của ông Thôi Thiên Khải đã toát lên được nỗi lo lắng của nhà đại diện ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc tại Mỹ về sự xuống cấp trong giao bang giữa hai nước. Và đúng là mọi việc đã trở nên tồi tệ hơn khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 22 tháng 7 đã xác nhận tin Washington yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa tòa lãnh sự quán tại Houston, bang Texas từ ngày 24 tháng 7. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cũng ra tuyên bố xác nhận quyết định trên và nói mục đích đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc là nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ và quyền bí mật riêng tư của công dân Mỹ. 3 ngày sau, việc Mỹ quyết định đóng cửa tòa lãnh sự Trung Quốc tại Houston, đến lượt Trung Quốc vào ngày 24 tháng 7 đã trả đũa bằng việc ra lệnh đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, với lý do là nhân viên ngoại giao tại đây can thiệp vào công việc của Trung Quốc và đã có những hoạt động không thích hợp với công tác ngoại giao. Và trong khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang cực kỳ căng thẳng bởi vấn đề lãnh sự quán, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 7 đã tuyên bố thành lập một nhóm công tác Trung Quốc để tập trung đối phó với Trung Quốc về lâu dài. Đây là hình ảnh quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Chuck Wolf. Truyền thông quốc tế vào ngày 25 tháng 7 dẫn một thông cáo báo chí của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết cơ quan này đã thành lập nhóm công tác Trung Quốc với mục đích điều phối phản ứng của Washington trước các mối đe dọa từ Trung Quốc. Phát biểu tại lễ ra mắt nhóm công tác Trung Quốc, quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Chuck Wolf cho biết
mối đe dọa Trung Quốc đang gia tăng ở mức đáng báo động thông qua hoạt động nguy hại của nước này trong các lĩnh vực thương mại, an ninh mạng, nhập cư và sở hữu trí tuệ. Ông cũng nhấn mạnh nhóm công tác Trung Quốc sẽ củng cố vai trò của Bộ làm việc trên tuyến đầu để bảo vệ Mỹ khỏi chiến dịch có hệ thống của Trung Quốc nhằm phá hoại sự thịnh vượng kinh tế, an ninh quốc gia và các quyền tự do cơ bản của chúng ta. Quyền Bộ trưởng Wolf cho biết Bộ của ông sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công mạng, gián điệp kinh tế và các chiến dịch thông tin sai lệch của Trung Quốc, đồng thời sẽ nhắm mục tiêu vào các nguồn cung cấp y tế lừa đảo của Trung Quốc, lợi dụng đại dịch viêm phổi Vũ Hán, cũng như hàng tiêu dùng mà người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác buộc phải sản xuất trong tình trạng bị giam giữ. Vị quan chức Mỹ cũng nói thêm như sau: vai trò của Bộ trong việc kiềm chế hoạt động nguy hại của Trung Quốc chưa bao giờ quan trọng và kịp thời hơn lúc này. Nhóm công tác Trung Quốc mới thành lập sẽ ưu tiên phối hợp và đưa ra các hành động có tính quyết định gần dài hạn tương xứng với mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt. Trước đó, vào đầu năm 2018, Bộ Tư pháp Mỹ đã thành lập dự án Sáng kiến Trung Quốc chuyên đối phó với các hoạt động gián điệp của Trung Quốc tại Mỹ. Đây là hình ảnh Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI Christopher Wade. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI vào ngày 8 tháng 7 mới đây đã nói trong một bài phát biểu đặc biệt về các hoạt động gián điệp của Trung Quốc, cho rằng gián điệp Trung Quốc xâm nhập vào Hoa Kỳ đã rất phổ biến. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ gần đây, ông nói do Trung Quốc đã gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia cực kỳ nghiêm trọng, Hoa Kỳ đang phải sử dụng các nguồn lực khổng lồ để điều tra hơn 2.000 vụ án liên quan đến chính phủ Trung Quốc. Hiện tại, cứ sau 10 giờ, Mỹ lại khởi động điều tra một vụ gián điệp Trung Quốc. Hồi tháng 5 vừa qua, những người Cộng Hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã thành lập một nhóm công tác Trung Quốc đặc biệt để phối hợp chiến lược nhằm đối phó với các mối đe dọa chính trị từ Bắc Kinh. Nghị sĩ Mitchell McConnell, chủ tịch nhóm và là thành viên chính của Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, vào ngày 19 tháng 5 đã tuyên bố nhóm công tác Trung Quốc đặc biệt sẽ được chia thành 5 tổ trụ cột bao gồm an ninh quốc gia, công nghệ, kinh tế và năng lượng, cạnh tranh và cạnh tranh tư tưởng, đưa ra các khuyến nghị chính sách của họ về mối đe dọa do Trung Quốc gây ra. Khi mà những căng thẳng ngoại giao do đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát từ Trung Quốc vẫn còn chưa tạm lắng, thì Trung Quốc vẫn tiếp tục lấy sức mạnh để thị uy thế giới khi tăng cường kìm kẹp các đặc khu hành chính như Hồng Kông hoặc gây áp lực lên Đài Loan và đẩy mạnh căng thẳng tại Biển Đông, ngay cả đối với Việt Nam, và tạo sức ép với Canada về vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu đối đầu ở biên giới với ngay cả Ấn Độ. Đây là hình ảnh áp phích về luật an ninh quốc gia được treo khắp nơi tại Hồng Kông. Bất chấp những cảnh báo của nhiều nước phương Tây về những hậu quả có thể có cho Hồng Kông, chính quyền Bắc Kinh vẫn cương quyết áp đặt luật an ninh mới lên đặc khu hành chính này vào hồi đầu tháng 7. Phương Tây đã dồn dập lên án Trung Quốc đã vi phạm cam kết một quốc gia, hai chế độ do chính quyền Trung Quốc đưa ra vào thời điểm Anh Quốc trao trả thuộc địa Hồng Kông vào năm 1997. Úc, Canada và Anh Quốc đã có những phản ứng mạnh mẽ đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông. Tổng thống Mỹ Donald Trump thì rút quy chế đặc biệt đối với đặc khu này. Căng thẳng còn gia tăng thêm một nấc khi Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng phô diễn sức mạnh quân sự ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo còn đi xa hơn với những tuyên bố cứng rắn, cho rằng những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển rộng 3,5 triệu km2 mà Bắc Kinh có tranh chấp lãnh thổ với nhiều nước trong khu vực như Việt Nam, Philippines là bất hợp pháp. Trước đó, quân đội Trung Quốc còn đối đầu với Ấn Độ ở vùng cao nguyên Darjeeling trên dãy Himalaya. Những cuộc va chạm đẫm máu đã làm thiệt mạng hàng chục binh sĩ ở cả hai phía. Và giới chuyên gia nhận định rằng những sự kiện gần đây cho thấy Trung Quốc đang dùng vũ lực để khẳng định vị thế cường quốc của mình. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ George Bush và Tổng bí thư Liên Xô khi đó Mikhail Gorbachev tuyên bố chiến tranh lạnh sắp kết thúc vào ngày 3 tháng 12 năm 1989 trong cuộc họp ngoài khơi bờ biển Malta. Trả lời đài AFI của nước Pháp, ông Manuel Lincott, giáo sư Viện Công giáo Paris, chuyên gia về Trung Quốc, đương đại đã nhận định Trung Quốc thúc đẩy những biện pháp cứng rắn với bên ngoài nhằm che giấu tình trạng bê bối bên trong nước. Ông phân tích như sau: chúng ta hoàn toàn trong một logic chiến tranh, nghĩa là lợi dụng dịch viêm phổi Vũ Hán. Chúng ta thấy
là tàu chiến Trung Quốc đối đầu với tàu chiến Đài Loan. Hay như quý vị đã biết cách đây 3 tuần hay 1 tháng, nhiều cuộc đối đầu đẫm máu đã xảy ra ở biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Đây chỉ là một vài yếu tố trong nhiều yếu tố khác. Và quả thật, chính quyền Trung Quốc đã trở nên cực đoan hơn, và điều này được thể hiện bằng một quyết định về mặt tư pháp là áp đặt lên Hồng Kông một luật an ninh quốc gia. Đạo luật này trên thực tế còn vượt ra ngoài khuôn khổ của Hồng Kông, được áp đặt cho cả nước Trung Quốc. Và vì sao lại như vậy? Bởi vì những gì truyền thông phương Tây chưa nói hết chính là Trung Quốc, do đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang phải đối mặt khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, với hàng chục triệu người thất nghiệp. Thế nên, chính quyền Bắc Kinh tìm cách ngăn ngừa mọi mầm mống phản đối trong những tuần hay những tháng sắp tới. Còn giáo sư Shi Yinhong tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh thì cho biết, cả hai phía đều nhận ra Trung Quốc không còn thực hiện được toàn bộ thỏa thuận. Giáo sư Shi nói tiếp, chiến tranh lạnh cũ là đối đầu và cạnh tranh gay gắt giữa hai cường quốc do khác biệt về chiến lược và hệ tư tưởng. Trong trường hợp của Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia này đang nhanh chóng xa cách nhau. Do vậy, Xi nhận định rằng Mỹ và Trung Quốc đang bước vào cuộc chiến tranh lạnh mới. Còn giáo sư Stephen Watt tại Đại học Harvard tại Mỹ nhận thấy rằng Mỹ và Trung Quốc đã rơi vào cuộc cạnh tranh dài hạn về tầm nhìn chiến lược không tương hợp. Trung Quốc coi Tổng thống Trump là nhà lãnh đạo yếu thế và thường gây lỗi, đồng thời lợi dụng tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán tại Mỹ làm cơ hội để giành lợi thế. Ông Watt đã đánh giá tiếp như sau. Điều này tương đồng với một số khía cạnh của chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô trước đây, nhưng chưa nguy hiểm đến như vậy. Điều khác biệt then chốt là cả hai quốc gia Mỹ và Trung Quốc vẫn gắn nối khá gần gũi về kinh tế, mặc dù mối quan hệ đó hiện tại gặp nhiều cản trở. Ngoại trưởng Mike Pompeo gần đây nhấn mạnh rằng Mỹ chưa từng giao thoa về kinh tế với Liên Xô. Ông Pompeo cũng nhận định phương Tây cần tách biệt khỏi Trung Quốc, đặc biệt là về lĩnh vực công nghệ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 7 năm 2020 với bản tin Nhân loại đã bước vào cuộc chiến tranh lạnh mới. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. We'll be right back.